Tại chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, hai lĩnh vực được chất vấn và trả lời chất vấn là tài nguyên môi trường và nông nghiệp. Cụ thể, lĩnh vực tài nguyên và môi trường tập trung vào hai nhóm vấn đề là quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo vệ môi trường, gồm môi trường đô thị, môi trường nông thôn, xử lý rác thải, nước thải. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào nhóm vấn đề thứ nhất là việc triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, gồm liên kết phát triển sản xuất, bao tiêu sản phẩm, chế biến nông lâm sản. Nhóm vấn đề thứ hai là các dự án đầu tư có sử dụng đất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Người tham gia trả lời chất vấn là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh có liên quan đến nội dung chất vấn.